Chỉ vì 1.000 đồng, nam shipper ngay lập tức mất nghề khi bị khách hàng tố không trung thực. Trong những ngày gần đây, trên nhiều diễn đàn đã tích cực chia sẻ câu chuyện chỉ vì một ca mà mất nghề của một nam shipper đã gây ra nhiều tranh cãi. Cụ thể, vào tối ngày 14 tháng 5, cô gái có đặt suất ăn có giá 139.000 và nhờ chị gái lấy hộ. Tuy nhiên khi biết shipper đã tự ý làm tròn lên 140.000 thì cô đã nhắn tin và thắc mắc với anh. Khi nhận được tin nhắn trên, nam shipper tên H đã đáp trả lại bằng những lời lẽ khó nghe khiến vị khách này cảm thấy không hài lòng về thái độ phục vụ. Ngay lập tức, cô đã báo cáo sự việc trên lên tổng đài và đăng tải sự việc trên lên mạng xã hội. Được biết, anh H đã bị khóa tài khoản và công việc bị đình chỉ tạm thời. Theo như chia sẻ của nam shipper, do lúc đi hàng anh đã không có đủ tiền trả lại nên đã lấy 140.000. Không những thế, anh đã leo cầu thang nhiều tầng để giao đồ ăn cho khách nên không nghĩ gì nhiều về việc lấy 1.000. Khi về đến nhà, anh shipper cũng không nghĩ được rằng vị khách này lại nhắn tin dạy dỗ mình căng thẳng đến vậy. Sau đó, anh H đã lên tiếng xin lỗi về cách nói chuyện không chuẩn mực của mình với khách hàng. Với sự việc chỉ vì 1.000 mà mất nghề này, cộng đồng mạng đã nổ ra một cuộc tranh cãi trái chiều. Bên thì cho rằng chỉ là 1.000 cũng là tiền nên shipper cần phải trung thực, bên thì bênh vực shipper và cho rằng sự việc không cần phải làm quá lên như vậy. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.